Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Hưng Yên đã tập trung đôn đốc và là một trong những tỉnh có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nhanh nhất cả nước. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh giải ngân gần 3.570 tỷ đồng, đạt hơn 62% so với kế hoạch. Riêng trong quý 3 này, toàn tỉnh đã giải ngân được gần 1.340 tỷ đồng. Trong đó, tập trung vào các dự án lớn có tỷ lệ giải ngân cao như chỉnh trang, cải tạo hệ thống thoát nước, khu vực nội thị, đô thị Mỹ Hào được 15,4 tỷ đồng, đạt 77%, cải tạo nâng cấp DT376 cũ đoạn qua thị trấn Ân Thi đã giải ngân được 19 tỷ đồng, đạt 95%. Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc gần 70 tỷ đồng. Cùng với đó, việc đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ kiểm soát chi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và tích cực rà soát các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để kịp thời tháo gỡ đã giúp việc giải ngân diễn ra nhanh và thuận lợi. Đề xuất Chính phủ trình Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập năm 2020 cho tất cả các doanh nghiệp. Theo Nghị quyết số 16 năm 2020 của Quốc hội được áp dụng từ ngày 3 tháng 8 năm 2020, chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, chỉ có khoảng 2% doanh nghiệp tạm thời chưa bị ảnh hưởng do đại dịch. Việc đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho toàn bộ doanh nghiệp sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng đối với toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, không loại trừ các khoản thu nhập không được hưởng ưu đãi theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp, như thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Vừa qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đã triển khai ứng dụng phần mềm giáo dục tài chính trên các thiết bị di động tới toàn thể cán bộ ngân hàng, hội đoàn thể nhận ủy thác, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn. Ứng dụng giáo dục tài chính thông tin cho khách hàng về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn, các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán, khách hàng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ tài chính của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, khách hàng sử dụng sẽ phát huy hiệu quả vốn vay, từng bước làm quen với công nghệ số, đặc biệt là khách hàng ở vùng nông thôn. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng đưa ra nhiều thông tin hữu ích khác như các mô hình vay vốn điển hình của các địa phương để khách hàng tham khảo. Đây cũng là mục tiêu phát triển của Ngân hàng Chính sách Xã hội, góp phần xây dựng chiến lược quốc gia về tài chính toàn diện, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, năm nay, thị trường xe đạp điện có sự dịch chuyển mạnh sang xe máy, giá bán tăng. Xe đạp điện và xe máy có dung tích 50cc mua bán nhộn nhịp nhất từ đầu tháng 7 cho đến hết tháng 9. Thị trường xe đạp, xe máy điện rất đa dạng từ mẫu mã, màu sắc, kiểu dáng và đủ loại tùy theo mức giá. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sản lượng xe đạp điện, xe máy có giảm hơn so với năm trước, tuy nhiên giá bán lại tăng. Xe điện như mọi năm thì là giá có khi nó thậm chí nó giảm nhưng năm nay nó lại cao. Những cái dòng xe đăng ký thì nó lại lên, mỗi con tầm 500, năm nay tình trạng xe điện nó chậm. Mỗi xe thì nó lại khác nhau, học sinh thì ta đi những cái dòng xe phân khối lớn, còn ít tuổi thì đi bán những dòng xe không phải đăng ký này. Giá xe đạp điện tăng ở các phân khúc tầng trung và cao cấp dao động trong khoảng từ 5,5 triệu đồng đến 16 triệu đồng một chiếc. Đối với xe máy, giá còn tăng tới 800.000 đồng một chiếc, chủ yếu là các dòng xe Coupe, Way, Dream của các thương hiệu Việt Thái, Mô tô Việt, HD Coupe. Giá bán dao động trong khoảng từ 11 đến 13 triệu đồng. Nhiều lý do để khách hàng lựa chọn xe đạp điện hay xe máy điện phù hợp với nhu cầu. Như với xe đạp điện, thuận tiện cho người di chuyển gần, xe máy phù hợp cho nhu cầu di chuyển xa hơn. Hôm nay đi mua cho cháu một cái để cháu đi học. Trước nó mua một cái để đi làm rồi, thấy chi phí đó tiết kiệm hợp lý. Xu hướng là mua cái xe Coupe mà phân khối 50 phân khối để cho các cháu đi học cấp 3. Để ít nữa các cháu lớn lên thì là các cháu lên đại học thì các cháu lấy luôn xe đấy các cháu nó đi. Những năm trước, một cửa hàng lớn kinh doanh mặt hàng này có thể bán từ 100 đến 200 chiếc xe đạp điện và khoảng 70 chiếc xe máy. Thì năm nay, nhu cầu thị trường thay đổi, khách hàng chuyển sang mua xe máy nhiều hơn, số lượng bán xe đạp điện và xe máy đều đạt khoảng 100 chiếc, gần tương đương nhau. Chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Vietcombank, chung niềm tin vững chắc.